Cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập vừa phê chuẩn đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi và Chủ tịch đảng Gash, ông Musa Mustafa Musa, là hai ứng cử viên trong cuộc chạy đua chức Tổng thống dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 tới đây. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ thủ đô Cairo của Ai Cập. Hai ứng cử viên sẽ bắt đầu tranh cử từ ngày hôm nay, 24 tháng 2. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã chọn biểu tượng ngôi sao trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, trong khi ông Musa Mustafa chọn biểu tượng máy bay trong 15 biểu tượng do cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập đưa ra. Việc sử dụng biểu tượng trong cuộc bầu cử sắp tới giúp cho cử tri mù có dễ dàng có thể đi bỏ phiếu. Theo quy định, các ứng cử viên có thời gian là 11 ngày để vận động tranh cử ở nước ngoài và 28 ngày để vận động tranh cử ở cử tri trong nước. Các ứng cử viên có thể rút khỏi cuộc đua trước ngày 1 tháng 3. Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3. Và nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4. Kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo vào ngày 2 tháng 4. Và trong trường hợp bầu cử vòng 2 thì kết quả vòng này sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 5. Người phát ngôn của cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập Mohamed El-Sharif cho biết đã bắt đầu in phiếu bầu cử. Dân số hiện tại của Ai Cập là 94,98 triệu người ở trong nước và 9,4 triệu người ở nước ngoài. Như vậy sẽ có khoảng 60 triệu công dân Ai Cập đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Và theo cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập, có khoảng 680 nhà báo tham dự vào đưa tin của bầu cử tổng thống sắp tới, cùng 48 tổ chức phi chính phủ tham gia giám sát cuộc bầu cử này. Theo hiến pháp, tổng thống Ai Cập sẽ có thể phục vụ tối đa là 2 nhiệm kỳ và mỗi nhiệm kỳ là 4 năm. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là lần thứ 3 của Ai Cập kể từ cuộc cách mạng ngày 25 tháng 1 năm 2011. Ngọc Thạch, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ Cairo.